giá xăng dầu vẫn là một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm đặt câu hỏi. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục xem xét các chính sách về thuế và phí. Hiện có nhiều ý kiến cho rằng nhà nước cần tiếp tục có các biện pháp về giảm các khoản thuế đang thu vào xăng dầu để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp. Quan điểm của Bộ trưởng về vấn đề này như thế nào? Về giảm thuế môi trường trong xăng dầu thì đổi với xăng là 4.000 một lít thì chúng tôi đã đề xuất được Thường vụ Quốc hội chấp thuận là gói giảm 2.000. Thì như vậy cả nước giảm mất 24.000 tỷ cái tiền thu ngân sách. Còn nếu mà muốn giảm tiếp 2.000 của cái giá cái thuế môi trường trong xăng dầu thì thẩm quyền của Quốc hội. Thế thì gói có giảm thuế tiêu thụ đặc biệt nữa không? Thì cũng thuộc gói cầu là thẩm quyền của Quốc hội. Chúng tôi cũng đề nghị Bộ trưởng ra soát lại các loại thuế và phí. Cái nào là trách nhiệm của Quốc hội, cái nào là Thường vụ Quốc hội và cái nào là của Chính phủ. Ví dụ như biểu thuế xuất nhập khẩu mà nhập khẩu trong công thức giá cơ sở là trách nhiệm của ai? Có phải của Chính phủ không? Không phải là cái thuế nào cũng là Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đâu.